Chào cả nhà, hôm nay lên mẫu váy lụa mới cho mọi người nhé. Mẫu váy lụa này màu xanh, cái màu xanh này rất là mát mắt, rất là xinh luôn. Đứng gần cho mọi người xem này. Hàng cao cấp nha mọi người, chất rất là mềm, nhẹ và mát. Cái màu này mọi người mặc là đi chơi, đi biển, đi du lịch đều xinh nhá. Cái phần tay của nó này, tay của nó là chun, tay chun co giãn, cực kỳ thoải mái. Và cái phần eo của nó thì có xếp nhún này, nhún vải này nhá. Cảm giác cái vòng eo của mình nó rất là gọn gàng. Và phần dưới thì có điểm nhấn là hàng cúc bọc. Cái váy này rất là xinh luôn. Em cao 1m63 nhá, nặng 50 cân, thì em đang mặc váy này size S. Và em mặc đến đầu gối, nên là các chị thấp hơn em thì vẫn có thể mặc được váy này. Mọi người cứ đi guốc lên, cực kỳ xinh. Đằng sau đây ạ. Chất thì siêu nhẹ, siêu mát. Nó là chất lụa mọi người nhá. Váy này chất lụa. Váy này em có size SML, size S cho các chị dưới 52 cân, size M dưới 57 cân và size L thì dưới khoảng 63 cân nhá. Hàng có giãn nặng và mọi người lấy size nào thì mọi người inbox cho em nhé.